cái bồn ở trong cái mức đó, đây là cái bồn ở trong cái mức. Hôm nay mình đi coi rõ ràng cái bồn ở trong cái mức ha, à, cái chân mức, cái bồn ở trong cả cái hệ thống đó. Rồi trong cái phần đối tượng này này thì chắc chắn nó sẽ có những cái mà nó liên quan đến cái phần về lý thuyết đó ha. Ví dụ như cái đối tượng của mình ở đây mình ghi nó rõ, mình vô mình khảo sát nó gồm cái gì, à, có cái bồn thì gọi là cái từ cái bồn, nhưng có người nói thầy ơi chứ nó chút xíu chút xíu, nhưng mà gọi là cái bồn. Ở đây là chúng ta lưu ý rằng là tại vì chúng ta học lý thuyết thì nó được thể hiện bởi một cái tiết diện A đó. Tuy nhiên là cái bồn nhỏ nó cũng là cái bồn, cái bồn lớn nó là cái bồn, những cái điều kiện nó thế nào. Bây giờ chúng ta làm cái bồn thiệt là bự, chúng ta để ở trong cái phòng này nè, đó là cách nó làm hoàn toàn giống cái bồn nhỏ. Nếu chúng ta nghiên cứu lý thuyết rất là bình thường, cho nên đó là cái bồn nè. Thì bây giờ mình cái bồn thì trong đó nó có những cái thông số gì chúng ta cần thiết. À, chúng ta cảm thấy chúng ta cảm xác định nghe, ví dụ như cái diện tích của bồn thì chúng ta phải vào chúng ta xác định được diện tích của bồn. Như vậy là trong đó nó có những cái thông số vật lý của nó, chúng ta cần khảo sát thì chúng ta ok. Nếu như trong cái phòng lý thuyết của nó có thì chúng ta buộc phải là khảo sát, ví dụ như là tiết diện A đó, thì mình cần phải biết. Mình đi khảo sát mình không biết nên mình không có đến mình chết luôn hết, đúng không nè? Người ta mục tiêu của mình là mình đi khảo sát một cái hiện trường nào đó, mình điều khiển nó mất ở trong cái bồn, thì coi như là chúng ta phải đi khảo sát nó. Cái gì cần thiết thì chúng ta phải đo đạc lại. Cái ông kỹ sư là nó phải như vậy. Nhưng mà tới nhìn nên chúng ta phát ra một câu vô. Tôi tưởng tượng rằng hàng là tôi nói là mình nói tôi thì mà nói là bây giờ này, tôi đo được á thì tôi có được á là cái diện tích của cái bồn về chiều rộng, về chiều cao, rồi về là nó phải như cái chuyện thực hiện cái đó. Ta có phương pháp. Rồi cái thứ hai nữa là cái gì? Chẳng hạn như là cái qua một cái bài khác thì cái ngoài cái bài này ra thì nó ví dụ như là cái bài về bên nhiệt độ đi, thì chúng ta thấy nó sẽ bài áp suất trước đi ha, ta nó loại ra cái gì thì nói cái đó. Đó, chẳng hạn như tự như là cái bài của mình là cái bài bài pressure. Cái bài pressure thì trong cái bài pressure thì nó cũng có một cái tăng. Ở đây nó cũng có một cái tăng. Cái tăng này là nó chứa cái gì? Nó chứa cái mục tiêu của mình là nó chứa cái không khí ở trong đó, hay là một cái cách lưu cất nào đó ở trong đó. Đó, chúng ta lưu ý cái chỗ đó. Bởi vì cái tăng này là trong cái phần mà xác định cái hành truyền của nó thì không cần thiết, không dùng một cái phương pháp khác nữa là không cần thiết, và không cần thiết đây. Trong cái khi thực hành chúng ta phải đo cái diện tích của nó, cho nên là chúng ta sẽ bỏ qua không cần đo. Tuy nhiên chúng ta cần khảo sát nó, chúng ta cần khảo sát nó, đúng này. Rồi cái tăng, nhưng mà ở đây á, là cái tăng này nó sẽ có điều chỉnh cái áp suất B, nhưng mà chúng ta không có cần là đo cái thông số vật lý của nó, không cần đo, chúng ta lưu ý cho nó. Cái thứ ba là chẳng hạn như là cái bài nhiệt độ, thì nhiệt độ thì coi như là chúng ta vô chúng ta thấy một cái chamber, tức là một cái có nó chút xíu chiều nó nhỏ vậy đấy, đúng này đó. Bây giờ là cái bài nhiệt độ thì nó là chính là cái phần gì, nó là cái lò, nó từ cái lò cho nó nhiệt quá, cái lò cho nó quá mà được chơi nó chút xíu chiều thôi nha. Bây giờ là chúng ta vô chúng ta nhìn thấy cái lò nó có cái gì, nó có một quạt thổi cái không khí vô trong cái lò. Sau đó nó có một thiết bị gia nhiệt, đúng không nè? Gia nhiệt cái đây là dùng cái gì? Cái bóng đèn để dư được cái đầu bóng đèn. Bóng đèn cũng xuất đó các bạn. Mục tiêu mình dùng cái bóng đèn là vậy nè. Chúng ta khi mình tùy chỉ nó đó thì chúng ta sẽ thấy được cái cường độ sáng của nó. Khi cái cường độ sáng nó khác nhau thì cái nhiệt lượng bỏ ra của nó sẽ khác nhau. Vì cái ô điều khiển của nó thay đổi bập bùng nhìn thấy chưa? Nè, từ đó chúng ta thấy là cái cách cái ô điều khiển nó xuất ra trong cái quá trình nó chạy đó, nó vận hành đó, mình thấy bằng mắt luôn cái cường độ sáng của nó. Như vậy thì nó sẽ giữ được cái nhiệt độ ở trong cái chamber đây, tức là trong cái lò này. Rồi lại nữa là cái đối tượng của chúng ta là cái gì? Cái đối tượng của chúng ta là chính là cái lưu lượng của cái lưu lượng nó chảy trong một cái ống dẫn nè, đó là lưu lượng của một cái, đó là cái ống để nó dẫn cái ống để nó dẫn thì như vậy ở đây mình nói cái bài
lại lưu lượng ở đây là cái gì? Thôi mình gọi là cái lưu lượng trong các ống dẫn đi, nghe đúng không? Hay còn nói ra là các ống dẫn đi, mình nói là các ống dẫn. Cái này giống như là cái bài về quốc tế, ống dẫn. Đó, thì bây giờ chúng ta biết được đối tượng. Đầu tiên chúng ta phải biết được đối tượng. Chúng ta khảo sát cái nào cần thì chúng ta đo, nghe. Nhưng mà chúng ta không nhìn cho nó thật kỹ lại là cái đối tượng của mình là cái gì. Ở đây các bạn lưu ý là ví dụ như cái bài lưu lượng đó, vì khi cái ống nó đi trên cái đường cong như vậy, thì nếu nó đi cái đường cong nó đi khác thì nó sẽ ra khác rồi. Lại đó là các bạn phải để ý chút xíu sao các đối tượng phân, các đối tượng mình phát hiện rồi là ở trong đó nó còn có cái gì nữa, nó còn có là những cái thiết bị ở trong đó nữa, thiết bị tự động. Đúng không nè, thiết bị tự động. Trong đó nó gồm có cái gì? Nó gồm có cảm biến nè. Cảm biến thì bây giờ mình xác định cho nó rõ ràng, cảm biến trong là cảm biến gì? Nghe, cảm biến, nghe không? Cảm biến, rồi nghe cho cảm biến á, thì mình cần phải biết được cái gì? Mình biết được là mình phát hiện ra được cái cảm biến đấy, ví dụ như là nhiệt độ. Cảm biến đến đo nhiệt độ nó là cái gì? Cảm biến đôi lượng nó là cái gì? Rồi lại là ở trong cái bột đó, ở trong cái hệ thống đấy, em. Rồi lại là bây giờ là cảm biến này nè, nha. Nó là cái gì? Là cái gì? Ở trong cái hệ thống đó. À. Có nhiều người á, ví dụ như đơn giản đi thi rồi thầy cũng hỏi thầy hoa, em. Ngay cho cái phần khảo sát chỗ này, cái này là cái gì? Chỉ. Anh ta không biết rồi. Là coi như là lúc đó là không đạt được điểm nữa, cho nên ngay khi mà giao được cho mình đi là cái phần phương tiện, trong đó đi nghiên cứu về cái phần đối tượng, trong đó có phần thiết bị để động thì mình thấy mình biết nó là cái gì, chứ mình thấy nó mình không biết nó là cái gì trên gọi thì coi như là sai. Ngay cái đó là thầy phải đánh giá, lưu ý đó. Rồi lại nữa là cái nhiệt độ, là tới đây này, sau đó mình coi là cái phương pháp đo, chính xác nó là cái phương pháp đo. Cái phương pháp đo của cảm biến đó là cái gì? Thì trong cái phần lý thuyết á, thì thầy đã lướt qua một cái, thì chúng ta cũng cố gắng chúng ta coi thế này là cái phương pháp đo của cảm biến đó là cái phương pháp gì. Cái này có khi chúng ta cần phải đọc thêm ở nhà nữa. Mỗi một cái thiết bị đo, mỗi một cái cảm biến thiết bị tự động ở trong cái phòng này, thầy xin đưa con bộ là thiết bị công nghiệp đặc chủng hết, cho nên nó đều có cái serial number, tức là có cái mã hàng của nó, các bạn phải khống chế là cái gì đó. Do đó là chúng ta thấy rằng là gì, về cái phương pháp đo á, thì chúng ta có thể là đọc thêm trong phần tài liệu, ngoài ra là chúng ta có cái mã thiết bị chúng ta về chúng ta tra thì chúng ta sẽ có được cái chuyện đấy. Rồi sau đó chúng ta cần phải biết các thông số kỹ thuật của nó. Ở đây là các cái thông số kỹ thuật, các cái thông số của nó. Ví dụ là gì? Là cái nguồn cung cấp cho cái cảm biến đo đó là nguồn gì? Rồi cái miền đo của nó ra làm sao? Đúng không nè? Rồi miền tín hiệu ở vào ra của nó là cái gì? Nè, đúng không nè? Đối với cảm biến đo thì chúng ta phải khảo sát là kỹ càng, và chúng ta đọc trong phần tài liệu chúng ta tích nối lại, thì chúng ta tích nối lại, tại vì có những cái đó thì chúng ta mới tính được, chứ còn không có những cái đó coi như chúng ta chịu thua. Sở dĩ mà chúng ta đi học như thế này á, mà chúng ta chưa có thấy rằng là cái thể hiện được cái vấn đề tính toán trong cái đó là vì lý do là cái thiết bị này nó đã có sẵn rồi, thì chúng ta cố gắng là chúng ta đọc tài liệu, chúng ta cố gắng chúng ta đọc tài liệu rồi chúng ta nhận lại cái làm đó. Lý do là đầu tiên á, chúng ta phải đi chọn cái loại cảm biến đó, cho nên chúng ta cần phải biết các thông số kỹ thuật của nó, phương pháp đo nó là cái gì, phải biết cái đó. Khi đi thi chắc chắn thầy sẽ hỏi còn làm sao mà để chúng ta biết được cái chỗ này thì chúng ta phải đọc tài liệu, phải lên nhìn, phải thấy nó, đi khảo sát nó, mình nhìn mình thấy nó, rồi mình tò mò, cái nào mình đọc mình hiểu được thì mình hiểu, cái nào không được thì mình biết, mình về nhà mình đọc tiếp. Cái nào mà trong tài liệu thể hiện không có nữa thì chúng ta sẽ lên trên mạng ha. Hiện nay là coi như là chúng ta thấy rằng là ở trên mạng tất cả các tài liệu kỹ thuật đều thể hiện rất là rõ ràng, chứ không phải là không có bạn lưu ý cái chỗ đấy đó. Rồi lại nữa là gì, đối với lại ngoài trong cái chỗ này ra thì mình còn có các cái cơ cấu chất thành
chưa có chấp hành đó là trong cái bài đó nó là cái gì? Nó là cái để tạo ra cái giá trị của cái miếng điều khiển trong cái hệ thống đấy. Ví dụ như là trong cái bài mất với lại là cái bài mất với bài lưu lượng, thì cái cơ cấu chấp hành ở đây á là nó gồm có cái bơm để nó tạo lên một cái áp của cái lưu chất, cụ thể nó là nước ấy, ta dùng đây cho nước cho nó tiện. Rồi lại nữa là gì, chúng ta cần một cái van tuyến tính đó, provoxino van đó, đúng không nè? Thì chúng ta cũng phải gọi, chúng ta nghiên cứu, chúng ta coi cái khảo sát, chúng ta coi mà chúng ta không biết nữa thôi thua. Chúng ta đọc tài liệu thì chúng ta biết là nó cũng y như cái này à, y như cái này nè. Đó, ta cũng gồm giống như là nó là cái gì, đó, là cái gì, chúng ta phải trả lời là cái gì. Cái thứ hai nữa là dài này các bạn, nó được chế tạo dựa trên cái phương pháp nào, nó cũng có cái phương pháp để chế tạo đó, phương pháp nào chế tạo lên cái đấy. Rồi, phương pháp chế tạo, phương pháp, hoặc là chúng ta nói rõ ràng cái chỗ này gọi là cái cấu tạo bên trong của nó là cái gì. Chứ nghĩa như là gì, trong khi mà mình đi học á, là thầy sẽ trình bày là cái van tuyến tính của mình á, là cái van tuyến tính công nghiệp, là cái nó được điều khiển á, là nó giống như nó có một cái cần, cái độ dịch chuyển của cái cần á, thì nó sẽ dựa vào cái áp suất. Nhưng do cái đó nó lớn quá, ở trong cái phòng này thì không làm cái đó, mà trong cái phòng này á là sẽ có một cái van tuyến tính, nó được cấu tạo, mà cái chuyện là dịch chuyển của cái đồng van ở đây á là nó dùng cái lực từ, nó dùng cái lực từ, đúng không nè, nó dùng cái lực từ. Chúng ta lưu ý cái chỗ đó, thì chúng ta đọc kỹ trong phần tài liệu thì nó sẽ thể hiện cho chúng ta biết về cấu tạo của nó ra sao, là còn lại kia thì nó lên đây chúng ta nhìn. Rồi lại nữa là cái gì, là nó có một cái nữa là cái tín hiệu nó y như trên kia này, là các cái thông số của nó, các cái thông số thì chúng ta cần phải biết, các cái thông số nó cần phải biết. Ví dụ như là cái van đó nó được điều khiển bởi là cái tín hiệu điện, nghe không, rồi cái độ mở, tức là cái độ mở của nó mở nhiều hay là mở ít á, thì cái tín hiệu của nó là tín hiệu gì, đúng không? Chúng ta phải biết được cái chỗ đấy. Chúng ta phải biết đọc rồi biết. Tương tự như vậy cho cái bài nhiệt độ, thì cái cơ cấu chấp hành ở đây á, là chính là cái bộ nguồn, cái nguồn có thể thay đổi được cái công suất của nó đó các bạn. Cái bộ nguồn có thể thay đổi được công suất của nó đó. Chúng ta lưu ý cho đó. Thì chúng ta cũng tương tự như vậy, là chúng ta vô chúng ta coi nó là cái gì, nó nằm ở đâu, rồi lại là cái nào mà nó được cấu tạo dựa trên cái nguyên lý nào. Thì thật sự ra thầy cái chỗ cái bộ nguồn này thầy sẽ giải thích một chút xíu. Thực chất ra nó chính là cái con SCR các bạn. Ở trong nó được cấu tạo bởi những cái linh kiện điện tử công suất, đó là SCR. Khi chúng ta chỉnh cái tín hiệu điều khiển của nó từ 4 cho đến 20 mA thì từ đó nó sẽ chỉnh cái góc kích. Nó chỉnh cái góc kích của SCR. Khi nó chỉnh cái góc kích trên SCR thì cái điện áp hiệu dụng ở đầu ra phụ thuộc vào góc kích. Và khi đó là cái điện áp của nó sẽ thay đổi. Điện áp thay đổi á, thì theo cái định luật Ohm, thấy không? Chúng ta lấy cái bộ nguồn đó, chúng ta gắn vào trong một cái điện trở mà nó có là hàng số, thì khi đó là cái phần là cái công suất á cấp cho cái bóng đèn á là nó sẽ khác, là dựa trên cái điện áp nó sẽ khác. B nó bằng U nhân cho I, hoặc nữa là nó sẽ bằng U bình phương chia cho R, U bình phương chia cho R. R nó là hàng số thì như vậy là U nó thay đổi thì dẫn đến B nó thay đổi. Mà khi B nó thay đổi á, thì từ đó là nhiệt lượng nó sẽ thay đổi. Mà nhiệt lượng nó thay đổi thì khi đó trao đổi nhiệt giữa cái thiết bị trao đổi nhiệt và cái nhiệt độ bên chung quanh của nó sẽ được thay đổi. Cái nguyên lý của nó là chỉ như vậy thôi. Đó là chính là cái nói sơ một chút xíu cho chúng ta, để chúng ta đọc thêm tài liệu có khi nó chưa được rõ ràng, để chúng ta tra và chúng ta biết được cái chỗ đó là cái gì. Rồi cái đó là gì? Cái phần là cái cơ cấu chấp hành. Cơ cấu chấp hành thì chúng ta cần phải biết cái chỗ đó. Một cái nữa là cái gì, trong cái chỗ cái thiết bị tự động của mình ấy, là nó có cái bộ điều khiển này, bộ điều khiển, bộ điều khiển, nó có cái bộ điều khiển.
Thì cái bộ điều khiển á là có thể là chúng ta coi rằng là trong cái chỗ là học á thì mình hiện nay nó có nhiều cái loại bộ điều khiển khác nhau. Một á là điều khiển dùng các cái bom mạch điện tử mà nó là cái tín hiệu của nó là bằng được thiết kế và chế tạo bởi những cái con op amp hay là những cái tăng di to thì ta gọi là bằng analog. Ngoài ra thì nó có những cái thiết bị điện tử là nó được chế tạo dựa trên cái bằng số kỹ thuật số ha, cho nên nó gọi là bộ điều khiển số. Có khi là nó là chính là cái máy tính cũng có. Thì chúng ta hôm nay chúng ta vào trong cái phòng này chúng ta coi thấy rằng là cái bộ điều khiển của chúng ta nó thuộc cái dạng gì. Thì thầy xin trả lời rất là rõ ràng cái chỗ này này. Trong cái phần đó là cái mô hình này thì chúng ta sẽ làm trên cái bộ điều khiển chính là PLC của hãng Siemens. Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai á là hiện nay thầy vẫn giữ một cái nữa là chúng ta sẽ làm trên V điều khiển STM32. Cái nhóm vừa rồi thì không triển khai được cái STM32. Tuy nhiên cái nhóm này sẽ cố gắng, thầy sẽ trình bày cho các bạn làm trên V điều khiển STM32 bằng cách là phải sửa cái phần của thầy trình bày lại rất là nhanh thôi. Chúng ta cố gắng chúng ta về chúng ta làm ở trong cái đọc tài liệu thêm ha. Ok, thì như vậy là cái bộ điều khiển nó là cái gì thì chúng ta vào đây chúng ta cố gắng chúng ta coi ha, chúng ta coi nó là cái gì và trong tài liệu nó thể hiện rất là rõ ràng. Mỗi một bài như vậy là cái mỗi một cái bài như vậy thì nó đều có cái phần chúng ta lên chúng ta xem và đồng thời nữa là chúng ta sẽ coi được cái thấy được cái thiết bị đó và đồng thời nó sẽ có được cái tất cả các cái module nó như thế nào là chúng ta làm như vậy và chúng ta coi lại là nếu như mà nó không đúng cái series number này đó là kia chúng ta test nó và chúng ta coi phải là nó phải lại cái vấn đề đó được chưa này. Thì đó là chính là cái phần phương tiện của nó là chúng ta nhìn thấy nó có những cái nó tất nhiên nó còn có những cái gì nữa này. Nó còn có những cái này nữa này đó. Đó, chúng ta vô chúng ta khảo sát hết nó như vậy rồi nó còn có cái chỗ này nữa này là cái đối với cái lĩnh vực tự động á thì ngoài những cái này ra thì nó tới cái phần tiếp theo mà chúng ta cần phải làm tức là chúng ta phải lập trình điều khiển của nó cho nên chúng ta cần phải khảo sát các tool nó có như thế nó gọi là cái gì các phần mềm đó các phần mềm hỗ trợ các phần mềm hỗ trợ trong đó nó gồm có cái gì trong đó nó gồm có cái gì nó gồm có là tiền tô tia một tô này là một cái này chúng ta lưu ý cho nó là chính là cái tia một tô thứ hai nữa là nó chính là cái phần mềm PLC một thứ ba nữa là ví dụ như là chúng ta thấy rằng là trên chúng ta làm về điều khiển thì là chúng ta sử dụng PLC QVM sẽ chia ra sáng nào cho làm luôn cái phần cái này luôn nói luôn.
để làm gì, để những cái buổi hôm sau mà mình vô mình làm, ví dụ như là cái bài đó thì chúng ta phải hình dung được á, là trong cái đầu của mình á, là mình vô mình làm cái gì mình phải tưởng tượng trước, là mình biết được cái buổi hôm nay rồi, dành cái buổi hôm nay lại dành để cho các buổi sau. Cái buổi sau mình vô coi như hôm nay vô làm cái gì thì mình phải nhìn lại cái hệ thống đó, thì có nhiều khi cái bước chuẩn bị của mình nó không nhanh được. Không có đi học nó có chuẩn bị gì đó, rồi vô nó làm một trận này chứ hết chuẩn bị gì, coi nghĩa gì, nên là mình sửa lại tới các bạn này hiện tại yêu cầu là và thầy sẽ quyên mặt định nó như này, mở một nhóm như vậy để chúng ta khảo sát ở trên cái hệ thống đấy, trao đổi đọc hay là làm gì đó, các bạn tự phòng mặt định chiến lược thế nào rồi mình phân tích hay mình làm cái gì đó thì cả một cái nhóm nó có biết à, mà tránh cái tình trạng rằng là vào mỗi một bài như vậy. Mỗi một cái mô hình như vậy chúng ta phân tích không quá 10 phút trong một nhóm. Đúng chưa này? Không quá 10 phút. Thì bây giờ nhóm đầu tiên á, ví dụ như đầu tiên 10 phút đầu bây giờ là 8 giờ rưỡi, từ 8 giờ rưỡi cho tới lại là 8 giờ 40. Ai đang ngồi ở trong cái nhóm nào đó thì chúng ta lại chúng ta khảo sát cái đó. Sau đó chúng ta đổi. Đổi. Thế bây giờ mình hoạch định ra một cái chiến lược đó, bây giờ đó ổng chia vậy đó. Thế vậy đó, bây giờ mình biết làm kỹ năng là gì, làm việc nhóm ha. Bây giờ tôi nói cho bạn nghe nghe không? Là mình sẽ làm trong đó mỗi một bài 10 phút thôi. Nhiều khi là hết 10 phút rồi mình phải automatic mình vận chuyển sang cái nhóm khác, còn cái nhóm khác automatic vận chuyển sang cái nhóm khác để tổng có đuổi. Được phép làm việc đó. Được rất là để đạt được cái mục tiêu, đạt được cái mục tiêu là sau khi mà 40 phút sau á, là nhóm của chúng ta tất cả những người ở trong đây đều biết được hết tất cả 4 cái bài phương tiện cho một bài, ngoại trừ cái chỗ này thì thầy sẽ nói sao em đó, giả sử nó như vậy, chủ yếu là mình làm cái phần đó vô nhìn coi học tài liệu á, rồi là nó là kia, đó là cái gì, đó là cái gì, đó là cái gì. Đấy, nhiều khi mình vừa đọc mà mình vừa nghe bạn mình nó nói được rồi, mình nếu mà bạn mình nó đọc được hoặc là mình trao đổi mình nói cái này là cái này, cái này là cái này, nó nhỏ nhỏ cho làm cái chợ là nên là không được rồi, đúng không? Cái này là cái này, người nào nghe được thì nghe, nhiều khi mình không hiểu thì ghi chú rồi, nên ghi chú rồi chữa rồi bữa hôm sau mình đặt nữa lại rồi tự nhiên nó ăn nó nhớ rồi tiềm thức rồi đi thi cái mọi cái này là cái gì thì mình biết nó là cái gì. Cái nhiều khi có nhiều người đi học cả rồi nói một cái suy là gì chỉ cho nó cặp quơ nó làm được đâu, rồi cái cảm biến đâu mất nằm chỗ nào, cảm biến đâu lưu lượng nó nằm ra sao, tại sao nó bớt đi cảm biến đâu lưu lượng như vậy, tại sao nó bớt đi cái bàn tính nó như thế kia. Mình có thể trao đổi, mình có thể giải thích, mình dựa trên đọc tài liệu đó rồi mình chia sẻ là nó này kia, những cái người nào mà theo không kịp chúng ta có thể tắt nó, chúng ta ghi luôn rồi không sao, chúng ta có lại đến cái lượng bài đó, chúng ta có lại, chúng ta dành một chút thời gian thôi, chúng ta có lại, đúng không nè? Đấy, các bạn lưu ý được không?